Thưa quý vị, thời gian qua, cùng với các chính sách hỗ trợ của thành phố, bản thân các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng cũng đã nỗ lực thích ứng với bối cảnh mới, tận dụng các cơ hội để phục hồi, củng cố, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Có thể nói, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, chính sách đãi ngộ để giữ chân lao động được xem là giải pháp hữu hiệu để doanh nghiệp ổn định sản xuất. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung ương, thành phố, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, tích cực chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Trước cái ảnh hưởng của dịch bệnh thì cũng như nhiều đơn vị khác, 29 tháng 3 cũng có ảnh hưởng với cái nguồn lao động. Tuy nhiên, do tổ chức tốt cái phong trào thi đua thì bản thân người lao động cũng là hết sức phấn đấu để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình, đồng thời cùng với công ty hoàn thành tốt cái kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra ngay từ đầu năm. Theo thống kê, 9 tháng đầu năm, với sự phục hồi kinh tế tích cực, thành phố có hơn 3.460 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gần 30% về số doanh nghiệp và gần 29% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, cũng có gần 3.000 doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, xin tạm ngừng hoạt động. Hơn 500 doanh nghiệp xin rút lui khỏi thị trường. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Sở Đầu tư sẽ đồng hành nhằm giúp cho cộng đồng doanh nghiệp có thể hoạch định các chiến lược kinh doanh trong giai đoạn hiện nay, tái cấu trúc, tăng cường cái khả năng thích ứng với giai đoạn thách thức hiện nay, đồng thời tìm ra cái mô hình mà để doanh nghiệp có thể tăng trưởng doanh thu phù hợp với thời điểm bây giờ. Khẳng định sức khỏe của doanh nghiệp, quyết định khả năng phục hồi của nền kinh tế, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay.